Chào mừng quý vị các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng Việt Hùng và cùng quay trở lại với fanpage của TH Media Livestream để chúng ta cùng đón xem tiếp những diễn biến của lượt trận đấu tiếp theo, cuộc đối đầu của hai đội bóng FC Hàm Rồng và FC Hậu Lộc. Đội bóng Đồng Cống đang khiến cho các thủ bên phía Hậu Lộc rơi vào một thế khó khăn khi đội bóng Đồng Cống tạm thời đang vươn lên trước các thủ bên phía Hậu Lộc và xếp ở vị trí thứ tư ở bảng xếp hạng. Và trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Và cả livestream trên fanpage của TH Media livestream, tình huống đánh đầu không được. Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng bị bắt bài. Xuân Đắng. Xuân Đắng. Bóng vẫn đang trong chân của Xuân Đắng. Cơ hội không vào. Đó chính là khả năng tấn công nguy hiểm đến từ các cầu thủ bên phía Hàm Rồng. Người chạm bóng cuối cùng đó là Xuân Trường. Chúng ta cùng xem lại một tình huống đi bóng đến từ đội trưởng bên phía đội bóng Áo Cảm. Một tình huống chuyền bóng vào và đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng đến từ Xuân Trường, bóng lại không chịu đi vào khung thành. Chưa để có được một sự khoan phá và như vậy đã có bàn thắng. Một sai số thực sự xuất hiện tại hàng phòng ngự bên phía đội bóng Hậu Lộc. Một gương mặt tất tần đến từ hậu vệ bên phía đội bóng áo trắng. Một gương mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Một pha xử lý quá chậm đến từ cầu thủ mang áo số 23 Trường Vương. Một gương mặt tất tần đến từ Trường Vương. Chúng ta cùng xem lại vào bóng này. Một tình huống phối hợp tấn công điếu đi độ dứt khoát. Người vừa bằng vào rất nhanh, đó là cầu thủ mang áo số 18 Xuân Trường. Cơ hội trước đó anh không thể nào ghi bàn được, nhưng trong pha bóng này, độ tinh quái của Xuân Trường giúp cho anh có được cơ hội để điền tên mình lên bảng tỷ số và giúp cho đội bóng Hàm Rồng có được lợi thế ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Một pha bóng mà Ngọc Túy không thể nào có thể sửa sai được cho chính người đồng đội của mình. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía Hàm Rồng. Thật sự quá bất ngờ, bàn thắng đến với các cầu thủ Hàm Rồng quá bất ngờ. Số lượng cơ hội họ tạo ra trước đó họ lại không để ghi bàn, nhưng bây giờ từ một sai số nơi hàng phòng ngự thì họ lại có được bàn thắng. Nhưng các cầu thủ bên phía Hậu Lộc họ cũng đã có được cho mình một tình huống tấn công. Vạn Hưng, cú dứt điểm ngay. Siêu phẩm dành cho Hậu Lộc. Siêu phẩm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Và người lập ra siêu phẩm đó không ai khác là Văn Hưng. Một cái tên rất đáng được chờ đợi bên phía đội bóng Hậu Lộc. Cuối cùng anh đã lên tiếng và tỏa sáng giúp cho đội bóng Hậu Lộc có được một kết quả thuận lợi. Một cú dứt điểm bóng chìm. Bóng đi qua khe chân của hậu vệ bên phía đối phương, tìm đến đúng góc chết và khiến cho khung thành của Văn Tuấn phải rung lên. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha bóng mà tưởng chừng như không có gì nguy hiểm với khung thành của Văn Tuấn. Thì tình huống dứt điểm của Văn Hưng, một tình huống dứt điểm không thể chê vào đâu được. Một đều dành cho cuộc đối đầu ngày hôm nay. Văn Hưng, Ngọc Tuấn, gôi! Một bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Niềm vui của các cổ động viên, niềm vui của ban huấn luyện và cả niềm vui của các cầu thủ bên phía Nguyễn Trãi đều như vậy. Họ đều rất vui mừng với bàn thắng này mà Ngọc Tuấn có được. Bàn thắng cộng hưởng cùng với sự may mắn. Bàn thắng dứt điểm, một tình huống dứt điểm vào trúng khung thành. Chính xác hơn là trúng vào hậu vệ bên phía đội bóng Hàm Rồng và đổi hướng khiến cho Văn Tuấn không thể nào làm gì hơn. Chúng ta cùng xem lại một tình huống dứt điểm đập vào người của các đội Hàm Rồng và đổi hướng. Tỷ số bây giờ là 2-1 tạm nghiêng về các đội bên phía Hậu Lộc rồi. Người thực hiện tình huống này đó là Xuân Trường. Như tôi đã nói thì các cầu thủ bên phía Hàm Rồng họ biết cách để tạo ra lợi thế cho mình ở trong những tình huống đá phạt cố định. Một pha bóng mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng Hậu Lộc thiếu đi sự sức quát. Và người có một tình huống băng vào để chạm bóng thành công đó là Sĩ Huy. Chúng ta cùng xem lại một tình huống đưa bóng vào. Một tình huống đưa bóng vào vô cùng khó chịu đến từ đội trưởng Xuân Thắng. Và số 19 bên phía Hàm Rồng có được cho mình một sự góp mặt đúng lúc để có thể có được bàn thắng san bằng cách biệt dành cho đội bóng Áo Cảm. Đội bóng Hàm Rồng rất biết cách để tạo ra được sự khác biệt ở trong những tình huống như phạt góc hoặc đá biển. Một sự thay đổi người mang tính chiến thuật. Xuân Đắng. Tiếp tục là một tình huống xử lý bóng tốt của Xuân Đắng. Cơ hội không vào. Văn Hưng. Tình huống treo bóng. Đây là Ngọc Tuấn. Cú dứt điểm ngay. Không vào. Cơ hội.
Chúng ta cùng xem lại xuất phát từ một tình huống bắt vô lề đến từ Ngọc Tuần, bóng tìm đến cột dọc. Mọi sự sai số ở trong vòng đấu đầu tiên và vòng đấu thứ hai đều là một tai nạn. Đây là cơ hội, không có được một tình huống dứt điểm ngay. Nhiều cơ hội hơn ở trong cuộc đối đầu này. Đây là cơ hội, bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía Hàm Rồng. Khi mà các cầu thủ bên phía Âu Lộc tạo ra được vô số cơ hội gọn ăn nhưng họ không tận dụng được, thì điều gì đến đã phải đến khi các cầu thủ Hàm Rồng họ biết cách tận dụng cơ hội của mình, họ chất chịu cơ hội một cách tối đa. Và vừa rồi họ đã có được bàn thắng thứ ba, một tình huống đánh đầu làm tường và sau đó là một tình huống tâng bóng qua đầu đầy điệu nghệ. Một tình huống tâng bóng qua đầu Ngọc Túy đầy điệu nghệ đối với đội trưởng Xuân Thắng bên phía đội bóng Hàm Rồng. Một tình huống làm tường bằng đầu rất tốt đến từ Quốc Đạt, người vừa được đưa vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai này bên phía đội bóng Áo Cảm. Và người có cho mình một tình huống bằng lên và tâng bóng, một pha tâng bóng đầy cảm giác. Một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía Hậu Lộc, đưa bóng vào. Ngọc Tuân cơ. Văn Điệp làm gì trong tình huống vừa rồi vậy? Một tình huống mà pha bóng đó, bóng đi nửa này lập bập với khung thành của Văn Tuấn. Khoảng cách chỉ còn cách chưa tới 2 mét mà thôi. Một pha bóng quá khó mà Văn Hiệp làm được. Cú dứt điểm ngay. Quá hay cho một siêu phẩm. Quá hay cho một siêu phẩm như vừa rồi. Chúng ta cần phải biết được cái tên lập được siêu phẩm đó là ai. Một pha bóng quá nhanh và dường như siêu phẩm đó được lập bởi Xuân Sự. Xuân Sự được đưa vào sân và Xuân Sự biết cách để lên tiếng. Một tình huống quang trần, một tình huống duỗi mù, một tình huống rocket, bóng tìm đến góc chết cung cảnh. Và sự bay gửi của Văn Tuấn chỉ làm nền cho siêu phẩm đó mà thôi. Chúng ta cùng xem lại, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng này. Một tình huống bay người của Văn Tuấn chỉ đúng làm nền cho siêu phẩm này mà thôi. Quá đẹp, chắc chắn bàn thắng này, bàn thắng này sẽ nằm trong danh sách rút gọn của giải bàn thắng đẹp nhất vòng đấu thứ ba. Chắc chắn là như vậy, không thể nào khác được bằng một tình huống giả trần quá hay. Đây là một cú không vào. Cú dứt điểm ngay không vào. Người băng lên thực hiện một tình huống dứt điểm đó là Thế Duy. Không được. Và như vậy đã có được bàn thắng dành cho đội bóng Hàm Rồng. Bàn thắng đến rất bất ngờ. Thực sự quá may mắn dành cho đội bóng Hàm Rồng. Những sự thay đổi người của họ đang được mang lại hiệu quả dành cho các cổ động viên và ban huấn luyện. 4-3 dành cho đội bóng Hàm Rồng. Chúng ta cùng xem lại. Một tình huống đá biên từ khoảng cách rất xa. Một pha băng ra và không thể nào có được cho mình một tình huống bắt bóng chính xác đến từ thủ thành Ngọc Túy. Và dường như đó xác định là một tình huống OG đến từ thủ thành bên phía đội bóng Hậu Lộc. Một tình huống đấm bóng không đủ lực chắc tay và bóng quật ngược lại vào khung thành của mình. Một sai sót. Tình huống chuyền bóng này Xuân Đáng không vào. Đội bóng Hàm Rồng chưa để đặt được dấu chấm ở trong bài văn này của mình. Tiếp tục là một tình huống để mất bóng. Xuân Đăng cứ dứt điểm ngay không vào. Một dấu chấm kết bài chưa được các cầu thủ bên phía Hàm Rồng đặt vào. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc của trọng tài chính nhờ vang lên. Chiến thắng dành cho đội bóng Hàm Rồng ở những phút thi đấu cuối cùng bằng một món quà quê mà Ngọc Túy trao tặng.